we sail a little bit higher. Đỡ nước tình nhà 32 trời ơi bão táp mưa xa một dương dân Nga sông trời chống đỡ nổi sơn à đỡ nước tình nhà nặng hoàng giai viết tì này 19 59 viết tì này 59 cây 59 cây 59 cố gì ra tố gì ra ba gì ra cái ba gì ra ba gì ra nguyện ơi anh đã cúi đầu ân em rộng lòng cho chén nước tương à để gây cho em khổ đau lận đận à suốt một đời lận đận mà từng đêm 30 nguyên còn 30 còn 30 còn 30 còn 30 còn 30 còn xưa gì ra xưa gì ra buồn gì ra buồn gì ra buồn gì ra cùng nhanh chân bước lên sân khấu chúng ta cùng nhau kiểm tra. Rồi. Và khán giả nào đọc giải à? Và ký hiệu sau lưng
cần vé màu xanh là 102 hợp lệ, 43 chúng ta có điểm ra. Có 1. 56. Có 2. 30. Có 3. Nhất chương trị số 1. Có đủ. Và chủ nhân thứ nhất hợp lệ và chủ nhân thứ hai kêu là 57 nha. 43. Có 1. Số 1. Có 2. 30. Có 3. 56. Hợp lệ. Rồi, dòng loại này có hai chủ nhân đoạt giải và dòng loại áp chót. Khán giả mình nhớ tranh thủ thời gian ủng hộ vé. Bây giờ chúng ta bốc số ngay là số lớn nhất chúng ta nhận phần thưởng cao nhất nha. Con số mấy? 31. 40. Rồi dòng loại này và thêm một dòng loại nữa nha khán giả nha. Rồi 40, anh ơi mọt, con ơi con đứng lại. Con nhận nhà tài trợ trong trùng hạ thảo Biconet Yến Xào và thêm một cái đồng hồ của Behoxilock. Anh ơi anh chọn một con gấu bông thật là to giùm em nha. Rồi bây giờ khán giả mình tiếp tục ủng hộ cho em dòng loại mới đi à. Rồi mỗi tờ vé trên tay vẫn là 10.000 đồng cho mỗi một tờ lá vé. Và dòng loại này và thêm một dòng loại sau nữa là chúng ta áp chót nha. Khán giả mình tranh thủ thời gian. Ngay từ bây giờ khán giả nào chưa có những tờ lá vé cầm trên tay, khán giả mình nhớ đầu tư để chúng ta sẽ có cơ may nhận qua tặng phẩm của nhà tài trợ đến với tất cả các bác anh chị mình qua từng vòng loại ngay từ bây giờ. Thì bây giờ 1-2 vé còn lại anh chị ơi ủng hộ để chúng ta có những phần quà cầm trên tay nha. Mấy gì ra cái này, 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 mấy gì ra. Ai chưa có vé dòng lời này giơ tay lên số gì ra. Mấy gì ra cái này, 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 mấy gì ra. Mấy gì ra cái này, mấy gì ra. Rồi còn ai nữa nè quý vị ơi, anh ơi, anh ơi nè. Trong quá trình đi bán vé thì chị Nguyễn Thị Lợi Luna có lượm một cái lát vàng 14k cho cưng dưỡng luôn á, cho cưng luôn á, cho cưng luôn khỏi thông báo đây đi. Cho cưng biết cưng eo hẹp cho cưng luôn á. Rồi vô còn ai nữa không à, giơ tay giùm em, giơ tay cái đẹp. Tấu Lan, Tấu Lan ơi, áo hồng luôn ai nghe cho số chị ra. Mấy gì đây cái này, mấy gì ra cái này, mấy gì ra, mấy gì ra cái này, mấy gì ra. Không đánh mà đau, không đánh mà đau. Còn số sáu, 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 còn bốn gì đây, bốn gì ra. Việt Nam quê tôi thằng cánh cò bay, có ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi với biết bao con người trải qua gian lao dưới tấm lòng người Việt Nam. 48, 48, 48, 48, 48, 48 số là con mây. Số gì đây đã khuya rồi và ngồi tiếp sao. Đã khuya rồi và ngồi tiếp sao. Điểm một hồi thấy mình tào lao. 26, 26, ở lộn con 16. Xin lỗi, 16 à con ơi. Ngày tào lao thì con 16. Số gì ra, số gì ra. Đừng xa em đêm nay khi má em đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm quá dài. Đừng xa em đêm nay cho em biết anh cần em. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. 27, 27, 27, 27, mấy gì ra anh xã ơi. Giờ ta chẳng còn chi, giờ ta chẳng còn gì. 53, 53. Đem lại thời gian đứng yên lắng đọng cho đôi tình nhân phút giây đáng lòng. Nhưng bây giờ em muốn ăn cháo lòng. Giờ này
Em đói không? Đói. Em ăn rồi anh cháo em không thèm. Nhưng bây giờ đây em muốn ăn kem. Nhưng mà anh ơi, giờ đây nó đang tối mềm. Giờ này không có... Ai? Ai mới làm cái gì mà cô ụt? Con Vân phải không? Không có. Mới nghe nè. Cái gì vậy? Lắng nghe lại nè, bắt đầu nè. Đó. Của em. Không phải em, không phải em. Nào đâu phải em. Nó vẫn không có số. Tại sao? Chị sẽ cho số. Chị cho anh số đi. 23. Kênh sao thì to là kênh đi. 23 là tấm vé cờ hơi tính hơi tình dừng chân. Con số 23 là con số có một chủ nhân may mắn đồng dài. Quý vị quan sát hội và nói với quý vị. Và bây giờ chúng em xin chào dưới phục vụ dân lệ. Cuối cùng quý vị ơi, dòng lưỡi chó 23 chữ kêu qua. Có 1, 16, có 2, 48, có 3, 53, có đủ. Dòng lời 73 thưa quý vị hợp lệ. Còn ai nữa mà xin mời chị. Rồi y chang luôn, 16, 23, 48, 53 hợp lệ dòng loại 71. Và xin chúc mừng chị rất là nhiều. Và trong khi trao quà, chúng em xin phục vụ dòng loại cuối cùng thưa quý vị. Và đêm nay dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt. Tuần sau chúng ta mới gặp lại vào thứ 6 và thứ 7 chủ nhật quý vị nhé. Và đừng quên nếu mà Noel đó quý vị không có đi đâu chơi, hãy đến với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Chúng em phục vụ từ ngày 21 Tây cho đến qua Noel. Dạ, đón giao thừa luôn. Có nghĩa là tới ngày 27, sau đó là mình sẽ bắt đầu là ngưng, nghỉ xả hơi vài bữa, rồi mình quất tiếp đêm giao thừa nha quý vị. How far can we get if we sell?